Round your finger, dizzy from being spun, hung on every word. Thế bây giờ mình sẽ cho các bạn trải nghiệm tính năng sport của chiếc xe này nha. Chào mọi người, mình là An đến từ Xe Đời Sống. An là một người rất là thích trải nghiệm và chạy thử những chiếc xe. Thì hôm nay An có cơ hội được trải nghiệm chiếc xe Honda City thế hệ thứ 5 đời 2021 phiên bản L. Quan sát bên ngoài, các bạn có thể thấy phần đầu xe nhìn nó có một chút gì đó hơi đơn giản, nhưng mà An thấy nó rất là tinh tế. Theo An thì đèn xe là hồn của chiếc xe, cho nên khi mà cụm đèn xe được thiết kế vô cùng tinh tế và giản dị nhưng vẫn mang được nét thanh lịch thì An cực kỳ thích cái điểm này. Mình cùng quan sát về phía bên hông xe nha. Thì nhìn phía bên hông này, xe khá là dài, khá là cứng cáp. An rất là thích cái phần nhìn từ bên hông này. Tuy nhiên, An không thích phần mâm xe lắm, bởi vì mâm xe nó hơi rối với nhiều chi tiết. Theo các bạn thì các bạn nghĩ sao về phần mâm xe này? Các bạn hãy nói cho An nghe nha. Tổng thể thì phía bên hông này có một chút gì đó là quẻ ở phần tay nắm, đó là điều An không thích lắm. Nếu mà cái tay nắm này nó cùng màu với chiếc xe thì An nghĩ nó sẽ rất là tinh tế, bởi vì xe đã theo xu hướng tối giản, thanh lịch. Về phần đuôi xe, có rất là nhiều chi tiết An thích về phần đuôi xe này. Như các bạn thấy thì cụm đèn xe ở phía sau đã được thiết kế lại vô cùng tinh tế, vô cùng đẹp. Thiết kế phần đuôi xe thì có hơi đơn điệu một chút xíu so với bản RS. RS thì sẽ có miếng cản gió ở phía sau. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để xem phía bên trong có những gì. Mời các bạn theo mình. Ở phần đằng sau xe rất là rộng rãi, thoải mái. An có thể duỗi thẳng chân ra mà không bị vướng gì, và có thể ngồi trải nghiệm rất là thoải mái cho những cái chặng đường xa. Theo An thấy thì ở đây mình có cụm máy lạnh. Đây là một điều An cực kỳ thích. Tưởng tượng như 2 giờ trưa mà bạn phải lên xe mà chỉ có bộ máy lạnh phía trước thì ở đằng sau rất là nóng. Bên cạnh đó thì ở phía ghế giữa cũng rất là thoải mái, không bị cứng gì cả. Ở đằng sau rất là êm. Thì khi mà An đi chơi, An thường đi cùng với chị em, thì An có thể chở tới 4 người bạn để ngồi trên chiếc xe này. Rồi mình sẽ lên phía trước để xem coi phía trước có gì và cùng trải nghiệm chiếc xe này. Lên xe rất là gọn gàng nha các bạn, không có bị vướng gì cả. Tiếng đóng xe cũng rất là êm tai. Ok, thì đầu tiên là để nổ máy đã. Mình đang quay ở 2 giờ trưa, hơi nắng. Động cơ âm thanh rất là êm, rất là mượt. An sẽ mở chế độ Max Cool trước. An cực kỳ thích cái chế độ Max Cool này, bởi vì ở đây rất là nóng. Thì khi An chọn vào Max Cool thì nó sẽ làm mát toàn bộ chiếc xe. Cảm giác rất là thoải mái. Theo An quan sát thì nội thất thiết kế là tông chủ đạo màu đen, màu tối, pha một chút kem. Nhưng mà An không thích lắm là bởi vì nó không phải là đen tuyền, mà nó đen nhưng hơi xám xám. Theo cá tính của An á, thì An thích một chiếc xe hoàn toàn màu đen. Ở trên xe này thì vô lăng khá là nhẹ, khá là mượt mà. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều phím, rất là dễ cho An khi mà chuyển bài hay nghe nhạc. Bây giờ An sẽ giới thiệu cho mọi người một tính năng mà An cực kỳ thích ở trên cái chiếc xe này. Đó là Apple CarPlay hoặc là Android. Thì khi mà An ấn vào đây thì An có thể đăng nhập vào Google Maps, có thể chỉ đường cho An một cách chính xác. Thì khi mà đang di chuyển với mọi người trên xe, thay vì phải nhìn vào map thì An có thể nói trực tiếp địa điểm mình muốn đến, và Google sẽ tự động tìm đường và chỉ An đến đó. Chỉ cần đi thôi, mọi chuyện cứ để chị Google lo. Thì An rất là tin tưởng chị Google, nhưng mà đôi khi cũng phải cẩn thận một chút. Bên cạnh đó thì An có thể chọn tùy chọn vào nhạc hay là đọc tin nhắn ở trên chính hệ thống này. An không phải nhìn vào điện thoại, không phải sờ vào điện thoại, thì đây là một điểm mà An rất là thích. Một điều nữa mà An muốn nói tới đó là cái hộc đựng nước
của xe Honda City này. Với một chai nước bình thường thì các bạn có thể thấy là An có thể dễ dàng để ở đây hoặc là bên hông cửa cũng có một phần, có một cái hộp để nước. Tuy nhiên An không thể nào để vừa chai nước của An ở đây được, khá là vướng víu. Và cái chai nước này là nó đã đi theo An rất là lâu rồi, cho nên đây là một điểm trừ. Thường thì An sẽ phải để ở bên hộc, bên hông cánh cửa thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ok, bây giờ thì mình cùng lái thử xem coi là chiếc xe này cảm nhận như thế nào. Mời các bạn theo An. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trải nghiệm chiếc xe này. Cảm giác rất là êm khi mà chạy trên đường như thế này. Khi An lên chân ga thì nó rất là mượt mà, không có cảm giác bị giật khi mà mình chạy xe. An rất là thích cái điều này. Cảm giác quẹo xe rất là mượt mà. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn trải nghiệm tính năng Sport của chiếc xe này. Lên nha. Các bạn thấy sao? Rất là mượt luôn. Thích nhỉ? Lên nào. Mình nghĩ là chị em phụ nữ khi mà mới bắt đầu lái xe mà họ trải nghiệm cái cảm giác Sport này rất là thú vị luôn. Cảm giác nó không bị nhồi nhiều và cũng không bị dính ghế quá so với những dòng xe khác. Mình nghĩ đây là một chiếc xe phù hợp với cả nam và nữ, kể cả di chuyển đô thị hay là phải đi những đoạn đường xa. Bởi vì hôm nay mình đã thử chạy trên cao tốc, chạy rất là mượt mà trên cao tốc, rất là nhẹ khi mà mình dùng chế độ Sport để mà vượt các cái xe khác. Cảm giác rất là chắc chắn, không bị đảo. Thì mình nghĩ đây là một cái điểm mà mình rất là thích khi trải nghiệm xe của Honda. Bên cạnh đó mình có một tính năng là Eco ở trên dòng xe này. Khi mà mình chuyển sang Eco thì xe có phần đầm hơn một chút xíu. Và khi mà mình đạp ga thì cái độ vọt của xe nó không có êm bằng cái chế độ thông thường. Nhưng mà được cái Eco thì là rất là tiết kiệm nhiên liệu khi mà bạn di chuyển trong nội thành. Ví dụ như ở trong Sài Gòn đôi lúc là sẽ kẹt xe hay là tắt đường thì các bạn có thể chuyển sang chế độ Eco thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Cái thứ hai là nó bảo vệ môi trường, thì mình thấy đây là một điều khá là quan trọng hiện nay. Về cái độ cách âm của xe này nó cũng bình thường, nó không có gì đặc sắc cả. Mình vẫn nghe được cái tiếng âm thanh ở bên ngoài. Nhưng mà mình nghĩ đây nó cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà chị em phụ nữ lái xe thì họ cần phải nghe được âm thanh bên ngoài, ví dụ như là xe máy hay là còi của ô tô khác, để mình có thể tránh hoặc là quan sát được hết. Khi mà mình đi qua những cái đường hơi xấu một chút xíu, ví dụ như ổ gà hay là bậc giảm sốc, thì xe không bị nảy lắm, nó khá là êm. Tuy nhiên thì nó vẫn có một chút cảm giác. Nhưng mà so với những cái phiên bản xe khác ấy, thì mình thấy nó khá là ok. Cảm giác rất là chắc chắn khi mà bạn cầm lái. Đây là một điều mình khá là thích ở tất cả các dòng xe Honda, bởi vì cảm giác nó vận hành rất là mượt mà, chắc chắn. Mình cảm giác như xe mình cực kỳ khỏe, kể cả khi mà đi qua những cái đoạn mà đường xấu hay là có nhiều đá, nó vẫn rất là mượt. Thực ra thì không có điểm nào mà mình chưa ưng về xe Honda cả. Cái cảm nhận khi mà bạn chạy xe Honda, nó chắc chắn, nó mình rất là tin tưởng cái xe của mình và mình cảm nhận được cả cái xe khi mà mình chạy. Chưa thích lắm là cái cảm giác Sport, tại vì cái cảm giác Sport khi mà mình lên chân ga, nó vẫn không có cái độ dính và nó không có vọt, nó chỉ lên rất là êm thôi. Thì ở những cái phiên bản xe khác thì cái cảm giác dính xe á, rất là thích, rất là giống như là mình đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Đây là trải nghiệm cá nhân của mình. Nếu các bạn thích thì hãy cho mình một like và một subscribe. Bên cạnh đó hãy cho mình biết trải nghiệm của các bạn nếu các bạn đã lái thử chiếc xe Honda City thế hệ thứ 5 này rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và hẹn gặp lại ở những video khác. Chào các bạn.